Văn phòng đại diện Parkway tại Việt Nam thành lập từ năm 2004, có nghĩa là chúng tôi đã có mặt tại thị trường Việt Nam 16 năm. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là hỗ trợ cho bệnh nhân Việt Nam các phần về dịch thuật cũng như đặt lịch hẹn thăm khám tại các bệnh viện của Parkway tại Singapore. Điều mà tôi và các nhân viên của văn phòng đại diện tập đoàn y tế Parkway tại Việt Nam luôn tâm niệm đó là sự đồng hành cũng như hỗ trợ về mặt tinh thần đối với bệnh nhân người Việt. Công việc thường ngày ở văn phòng Parkway Hà Nội khá là yên tĩnh nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Chúng tôi liên tục tiếp nhận thông tin từ bệnh nhân và xử lý trong thời gian ngắn nhất, thông thường mất khoảng 24 giờ. Tôi đã gắn bó với công việc này được 14 năm, có những phút giây rất là hạnh phúc nhưng cũng có những thời điểm rất là khó khăn, nhưng tôi cùng với các đồng nghiệp chưa từng có ý định bỏ cuộc. Bên cạnh công việc chuyên môn, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra môi trường thân thiện, gần gũi để bệnh nhân có cảm giác như đang ở nhà. Quyết định điều trị tại Singapore luôn luôn là một quyết định khó khăn và cần đầy dũng khí. Chính vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn bệnh nhân có được tư vấn kỹ càng và đồng thời chúng tôi cũng luôn mong muốn sát cánh cùng bệnh nhân trên con đường chiến thắng bệnh tật. Là những nhân viên đầy nhiệt huyết và năng động của văn phòng, chúng tôi luôn cố gắng học hỏi và sáng tạo để có thể hỗ trợ bệnh nhân một cách tốt nhất. Dù chặng đường gắn bó với Parkway chưa được dài, nhưng chúng tôi luôn biết mỗi ngày là một ngày mới, một câu chuyện mới, một cuộc hành trình mới.